Trời ơi, chạy từ từ thôi chạy. Ôi, nhỏ 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 mới chạy ghê không cô chú. Chạy ơi. Lửa hàng, lửa hàng, lửa hàng. Lửa hàng, lửa hàng, lửa hàng. Trời ơi, để quay được cái này là Ngân rất là cực luôn nha cô chú. Em đi từ từ thôi con, em còn nhỏ lắm con nha. Rồi cái này mình chui theo vô đường ống nên mình quay phim cho mọi người coi chứ không quay không được rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng chui ra được khỏi cái ống rồi kìa. Hộ tù được ba anh em rồi đó. Trời ơi. Hôm nay ngày thứ bảy cho nên chỗ này chơi đông á. Chơi ơi, đừng đi ngược chơi. Đâu rồi? Ồ. Không hết năng lượng á. Quá xinh. Tôi thấy nè. Chạy tới chạy luôn chạy tới không mệt các bạn. Rồi, chúng ta nó bỏ nè.
Không có leo lên. Rồi bàn treo này đó. Rồi bàn treo này nó thải vô rồi còn chung. Con lụm cho bánh, con đưa cho anh hai đi, đi cháy cháy lụm bánh đưa cho hai. Mới đây mất tiêu rồi. Ôi trời ơi.
tay uống nước chút đi. Đây. Cô la coi. Cô la đó. Đi ra ngoài đi chơi chơi thôi. Đi. Làm gì á? Được. Mày lấy đi, cái con nào? Để cái măng quá, rồi lấy cái cây nó quẹt thôi, đừng có làm cái tay. Để đi cho chị. Để trả thì mua con bắt, bắt con con. Không chơi rồi, nó đổi rồi. Cái này bao nhiêu tiền em? Cái này là một cho bé làm nha. Hả? Cái đó là một cho bé làm. Cho bé làm sao? À cho chơi chứ không vậy không có bán không? Cho bé làm nè, sao nó không hiểu. Em quậy cái. Đây là vô làm nhân viên bưu điện rồi chú ơi. Thank you.
coi chừng nó ngậm mấy hộp đó anh. Em mới vừa ăn xe đó. Xin chào cô chú đi xin. Xin đây. Xin. Rồi bây giờ mua kem cho anh hai với chay nè cô chú ơi, ngon không chay? Ngon. Em ngon không? Không ngon biết không? Ngon quá ta ha, ngon không? Mấy em dặn nó. Ôi, cho nó ăn kem, nó ngon kem. Ngon không chay? Kem gì á? Chocolate hả? Hả? Ngon quá. Mời cô chú em. Hút mà cô chú mấy em. Mời cô chú đi chay. Mời cô chú và cô chú em nè. Mời cô chú ăn kem nha con. Sao con không ăn? Em bao quý? Con lên ghế ngồi đi chứ xin. Anh hai lên ghế rồi kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.